Lại là anh Long Khoa Học với thử thách ăn đồ ăn cay. Lần này là những đồ ăn cay nhất ở trên mạng. Wow. Thử thách đầu tiên, Bibimbap Thái Lan, không nhãn mác, không hạn sử dụng. Mấy cái đồ này quá bình thường sau khoảng 1 triệu điểm sức mạnh của tôi. Không phải là bibim có vị ớt, mà nó là bibim được làm từ... Nào mạnh mẽ lên, là bibim được làm từ... Đó, thấy chưa, nguy hiểm chưa? Thơm lắm, thơm lắm. Nó như kiểu là snack bình thường ấy. Phun cái bibim là quả ớt nhá, còn nguyên hạt nhá. Không cay, vô lý vậy. Nó chỉ hơi cay nhẹ một chút thôi. Cái vị của nó ngọt, nó ngậy mùi bơ, pha lên một chút mùi ớt chiên lên. Không cay, không thể nào mà cay được bằng cái nỗi đau trong lòng của bạn khi bị cờ rút từ chối. Mấy anh Thái này làm kiểu bibim ớt ngon vãi chưởng luôn. Ngon hơn cả bibim bình thường luôn ấy. Nếu mà cái này 100% làm từ ớt với cả nó chiên, nó sấy với bơ ấy, cái này là quá là healthy luôn. Mấy anh Thái làm này, làm đồ ngon quá. Nhờ sau cho em quả hướng dẫn sử dụng này, hoặc là hạn sử dụng. Sang món tiếp theo, một đặc sản cay đặc sắc của thế giới, thịt bò cay tê siêu cay của đất nước Hưng Yên. Hương vị và màu sắc từ thảo mộc tự nhiên. Wow, trông màu sắc rất tự nhiên. Ui, thơm. Ui dồi ôi, ôi. Ủa, không cay. Bịp thật luôn đấy, chả cay luôn. Ta chỉ thấy nó ngon đấy. Kèo. Hay là tao bị biến đổi ADN từ sau ghế. Tao bị nấc mẹ luôn. Từ cái ăn mì cay 1 triệu điểm sức mạnh rồi, bây giờ tao... Tao khác rồi. Tao bây giờ... Và đồ cay đấy. Nhưng mà nó hết nhanh. Nó nói chung là... Nó không cay lắm bạn ạ. Ngon. Ngon lắm bạn nhớ. Để chứng minh nó ngon, tôi sẽ ăn thêm cái chân gà cay cung của cái đất nước Hưng Yên này. Không cay lắm đâu. Thật. Toát đi rồi. Cái chân gà kiểu ok. Cũng thơm ạ. Ừ, mấy anh Việt Nam mình làm thơm mãi trưởng. Cũng không cay. Mày có chắc là người ta bình luận là nó rất cay không? Có. Những đồ ăn cay nhất ở trên mạng. Có bao nhiêu bình luận? Những đồ ăn cay nhất ở trên mạng. Đúng. Mạng nào, mạng này mạng nhện. Quá bình thường. Nhưng mà so với bò thì gà thì không ngon bằng. Nếu bạn muốn mua, bạn muốn ăn trải nghiệm thì nên ăn bò. Kết luận chung nhá, số lần này ăn ngon, không cay lắm.